thì đầu tiên mình sẽ gãi lần xúc cái lần đấy. Lân thì gãy tùy theo cây thì mình có thể gãy từ 2 kg tới 3 kg một cây nha. Lân thì bà con có thể chọn lân long thành nha, dạng bột á, lân này lân dạng bột. Và một cái loại phân tốt hơn phân lân long thành nữa nhưng mà nó mắc hơn, đó là phân lân nung chảy nha, lân nung chảy. Lân nung chảy thì nó lại có 2 loại nữa là lân nung chảy của Văn Điển và lân nung chảy của Ninh Bình, thì 2 loại nào cũng được ha. Hoặc là sự gãi phân sử dụng phân của Văn Điển hoặc là sử dụng phân của Ninh Bình. Còn mà nhà vườn nào mà mua không có cái phân nung chảy này thì có thể sử dụng phân long thạch ha. Đặc biệt nói tới phân nung chảy thì mình sẽ chỉ có sử dụng khoảng từ 1 tới 2 kg thôi để sử dụng là đủ rồi. Còn cái thời điểm mà ba còn cái liều lượng là 3 kg tới 2 kg thì mình sẽ áp dụng cho lân long thành thôi ha. Lân long thành nó sẽ hiệu quả hơn, mình sẽ bón nhiều hơn, mình sẽ áp dụng 2 kg tới 3 kg lân long thành. Thường nhà vườn sẽ xài cái phân long thành này hơn, thì cái phân long thành này nó dễ tan. Sau khi mình bón phân thì mình tưới nước khoảng 2 đến 3 ngày hoặc là 5 ngày cho cái phân này nó tan hết. Cái bước thứ hai á là mình sẽ phun 2 lần